Xin chào anh chị, quý vị các bạn đã quay trở lại với video của Mạnh Ô Tô và em là Tùng Xe Hộp. Và hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh chị bạn một con xe 7 chỗ, máy dầu gầm cao SUV. Lại là một con Ford Everest. Đấy, dòng xe rất là phổ biến, 7 chỗ máy dầu thì gần như dòng này nó là một trong dòng phổ biến nhất. Con này là một con số sàn đời 2014. Đấy, gần đây thì về khá nhiều xe đời 2014 đấy, chứ bạn có thể xem trên kênh thì cũng thấy là nhiều con 2014. Con trước cũng màu đen, tuy nhiên nó khác một chút nội thất cũng như phần tem. Tem con trước thì nó nhỏ hơn, con này thì tem nó to hơn một chút. Đấy, nội thất của con kia thì màu nó thẫm hơn. Đấy, còn lại thì gần như là tổng thành của các xe nó là như nhau, đều đời 2014 cả. Giá ở thời điểm hiện tại thì con này nó sẽ rẻ hơn một chút. Con này là 365 triệu bao rút hồ sơ anh chị nhé, đời 2014. Đấy, còn lại tổng thành bên ngoài thì em cũng đã cho đi sơn tỉa dọn dẹp, còn bệ máy móc cũng còn khá là tốt, lốp lắp dày. Đây cua lốp này. Đấy. Xe không có bị mục mọt gì cả. Đời 2014, máy dầu số sàn. Dòng này thì form dáng nó rất là cao. Những anh chị và các bạn nào chúng ta thích cái dòng 7 chỗ gầm cao đấy, hoặc là những anh chị và các bạn nào chúng ta đi những cung đường mà nó khó đi một tí đấy, cần gầm cao thì có thể lựa chọn chiếc xe này. Dòng này là một dòng xe ăn rất ít nhiên liệu, máy dầu ăn đâu đấy khoảng 7 lít rưỡi trên 100 cây. Đây nội thất con xe này thì màu da ghế nó có nhạt hơn một chút. Đấy, con trước thì màu của nó đúng như màu này, thẫm như này, còn màu da ghế này thì con này nó nhạt hơn. Đấy, nội thất thì trần vẫn trần nỉ nguyên này. Con này là bản một cầu số sàn. Màn hình em vừa mới lắp thêm, còn nguyên bản là không có màn hình. Đây màn lắp thêm này. Màn hình và cam lùi là vừa lắp thêm. Đấy. Lại tổng thành không vấn đề gì cả. Ưu điểm của cái dòng 7 chỗ này là ăn cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Nó ăn ra dầu 7 lít rưỡi trên 100 cây. Và dòng gầm cao, thân vỏ rất là cứng. Dòng Ford này chị biết là thân vỏ nó cực kỳ cứng luôn. Còn về nhược điểm thì anh chị có thể thấy thì dòng máy dầu lúc nào nó cũng ồn hơn so với dòng máy xăng. Và đi thì độ bốc của nó không bằng. Đạp ga thì nó sẽ lên từ từ. Đấy, không phải đạp một cái nó vút lên ngay được như dòng máy xăng. Dòng này nó cứ lên từ từ thôi. Đấy, còn lại thì tổng thành bên trong khá là ok. Đây hai bên không có xước sát gì. Đấy. Không có để đồ. Đằng sau này người ta không có để đồ nhiều nên là nó không có xước sát những phần nhựa như thế này. Đấy, có những con nào mà gần như là người ta ngồi mà 5 người và đằng sau là người ta dựng cái ghế này lên để người ta chở đồ đằng sau ấy, thì những cái phần nhựa xung quanh này nó rất hay bị xước. Thì bạn cũng có thể là về là chúng ta dựng cái ghế này lên đấy, để chúng ta để đồ cũng được. Đấy, được một khoang đằng sau nó cũng khá là rộng. Đây gầm đây. Đấy, nhớ anh chị và các bạn là khi mà quay xe anh chị bạn bảo là sao không phải quay luôn phần gầm. Thì những con xe gầm cao như thế này thì mới có thể là đưa máy xuống để quay phần gầm được. Còn những con xe gầm nó thấp hoặc là những con xe 5 chỗ thì gần như là không thể làm mà chui xuống dưới này.
Đấy, con này gầm cao thì có thể là lia máy xuống dưới này được, chứ còn gầm thấp thì chịu, không thể nào mà rúc xuống dưới đấy để chổng ngược máy lên để quay phần gầm được. Thế nên anh chị bạn nào chúng ta muốn xem gầm thì có thể đến xem trực tiếp. Đây là cẩu gầm lên. Đây, đến xem trực tiếp. Đây, cẩu gầm lên cho anh chị bạn xem, chứ còn quay thì con gầm thấp không thể quay được. Đây toàn bộ hệ thống khoang máy này. Đây ra máy. Nỉ của nó là nỉ nguyên nhá, nỉ phần cabo này là vẫn là nỉ nguyên này, không phải là nỉ cắt lại. Đây là nỉ nguyên cũng như là nỉ khoang máy đây. Máy móc khá là ok. Tổng thành thì keo chỉ là nguyên, không mất phần nào chị nhá. Đây phần răng này. Keo chỉ nguyên không mất phần nào cả, đời 2014. Máy dầu số sàn bản một cầu, 365 triệu, bán bao rút hồ sơ. Đấy, anh chị và các bạn nào mà chúng ta có nhu cầu về con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại trên màn hình, hoặc đến là tại salon để xem xe, test xe cũng như đi thử. Cảm ơn chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.